Xin chào, lại là Bradley Sutton đến từ Helmten đây. Và hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn trong cái video này đó là cách sử dụng Chrome Extension và Cellular Assistant. Bước đầu tiên bạn cần làm đó là tải xuống và đặt nó bằng cái cách là vào helmten.com, phần mở rộng và dấu gạch chéo phía trước của người bán. Khi mà bạn đã cài đặt nó từ cửa hàng Google Chrome á, đây là một cái cài đặt miễn phí và bạn sẽ nhìn thấy nó bên cái góc này. Đây là phần mở rộng của Helmten và đây là trợ lý người bán. Khi mà bạn cài đặt nó, bạn cung cấp cho nó một số cái quyền để công cụ có thể làm việc cho bạn, và khi mà bạn nhắc vào nó một lần và bạn sẽ nhấn bật lên, có một cái gì đó xuất hiện và bạn sẽ nhấn vào cho phép, thế là xong. Và bạn sẽ không phải làm điều này thêm một lần nữa, và bạn có thể chạy cái công cụ như vừa rồi. Hoặc là dễ để tôi có thể quản lý cái đơn đặt hàng ở trên đây, ở ngay trên đầu màn hình của tôi, hoặc là tôi có thể nhấn tiện ích mở rộng Chrome này và tôi có thể nói là truy cập quản lý đơn đặt hàng. Và cuối cùng ở đây bạn biết đơn đặt hàng có vẻ như trong 30 ngày qua. Để từ khi cái bộ chiếc X này của cái khay để trứng và kiểu hoàn tại, tôi chỉ có 100 đơn đặt hàng trên cái trang này. Và tôi sẽ gỡ nó xuống một chút là khoảng 25 đơn đặt hàng nhé. Tôi đã có 25 đơn đặt hàng. Hai cái cách khác nhau đó tôi có thể thực hiện yêu cầu xem xét. Là về cơ bản là khi mà đang xảy ra, tôi nhấn cái nút này, Amazon sẽ yêu cầu người mua đánh giá cái sản phẩm này. Và nếu mà tôi muốn làm cái điều đó, bình thường tôi sẽ chỉ đi đến cái đơn đặt hàng này, đúng không? Và sau đó tôi sẽ nhấn cái nút này. Yêu cầu đánh giá ở đây tôi có thể làm đó là từng cái một. Tôi có thể làm ngay bây giờ đối với cái Seller Assistant. Tôi chỉ có thể đánh nó một lần và gửi yêu cầu xem xét. Và sau đó nó sẽ nói rằng yêu cầu này đã được gửi đi. Tôi có thể nhấn tiếp tục và nhấn yêu cầu đánh giá trên cái trang này. Tôi không phải làm điều này từng cái từng cái. Và nó sẽ làm gì khi mà các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ đi qua tất cả, mọi thứ đều đủ điều kiện và có một cái đánh giá được gửi. Như các bạn có thể thấy là nó tự động làm cho tôi một cách ổn thỏa, và chỉ có mất vài phút để đi qua, thậm chí là không tới một vài phút, chưa đầy một phút để vượt qua. Nó chỉ làm điều đó và nó cho biết là đã hoàn thành cái yêu cầu đánh giá. Có một cái giới hạn mà bạn không thể làm điều này, giống như là đơn đặt hàng 60 ngày, 30 ngày mà bạn không có làm được cái đơn đặt hàng cũng như khối lượng vận chuyển. Để tôi xem, tôi thậm chí có thể tìm thấy một số đơn đặt hàng đã ra mắt gần đây. Nhưng mà hãy nhìn vào đây, bạn có thể thấy là đơn đặt hàng vừa được cách đây 16 tiếng. Trời ơi, nhìn nè bạn. Oh my goodness, look at this guy. Có một người đã đặt hàng 14 tiếng trước. Who ordered 14 hours ago? 25 cây trứng. Đã làm gì vậy? 25 cây. Tôi xin lỗi nhưng mà một lưu ý phụ, nhưng mà tôi thậm chí không thể hỏi một cái mẫu đánh giá bởi vì nó chưa được giao. Vì vậy, Helmten là cái loại mà phát hiện nếu mà sản phẩm của họ đã được giao. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể yêu cầu xem xét mà nếu nó được giao. Bây giờ đây là một cái được giao. Tôi có thể nhấn yêu cầu xem xét điều này không? Hầu như bạn có thể thấy là nó nói rằng yêu cầu không đủ điều kiện. Bởi vì tôi không chắc là tại sao không phải gửi yêu cầu về cái điều này. Chúng ta hãy xem. Nó hầu như không được vận chuyển bởi lý do là họ đã mua nó từ lâu, nhưng mà nó không được vận chuyển ở đây vào ngày 25 tháng 6. Nó cần phải được vận chuyển vào ngày hôm nay. Vì vậy tôi đoán có lẽ là vấn đề thanh toán ở đây. Nó hầu như chưa có được trả tiền. Đó là lý do vì sao mà nó không cho tôi yêu cầu cái xem xét này. Tôi thậm chí là có thể đánh nó ở đây. Và nó không có để cho tôi xem. Bạn thấy đó. Yêu cầu của bạn không đủ điều kiện tại cái thời điểm này. Bởi vì nó không nằm trong phạm vi từ 5 đến 30 ngày. Vì việc cơ bản đó là lý do tại sao mà tôi không thể yêu cầu xem xét cái đơn đặt hàng đó. Nếu mà bạn đi không cần phải đi từng cái một, mà tự hỏi là có đủ điều kiện hay không, bạn chỉ nhấn cái nút này và mọi thứ ở trên cái trang này. That is on the page. Có thể có một đánh giá, một yêu cầu review request sent to them will be sent. Vì vậy bạn có nó it, và đây là cái phần Seller Assistant. Hãy chắc chắn rằng sử dụng cái này nếu như mà bạn bạn không thể thiết lập tự động hóa cho mình, nhưng mà có rõ ràng là có sự theo dõi của Helmten với 50.000 email miễn phí. Cách lý tưởng hơn để yêu cầu xem xét là bằng cái cách thiết lập tự động hóa để bạn có thể lọc chính xác là ai đang nhận được cái yêu cầu đánh giá này. Và nếu bạn đang muốn vội và bạn chỉ muốn một cách nhanh chóng để có thể sử dụng chính cái hệ thống Amazon để xem xét trung tâm và đảm bảo là cái Helmten Seller Assistant mới và yêu cầu đánh giá trên tất cả các trang mà đặt hàng lớn nhất của bạn. Hy vọng là các bạn đã thích cái video này, và chúng tôi sẽ gặp lại trong video tiếp theo.
bạn đang bán hàng trên Amazon, Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền Tool 2510 tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thông báo về các video mới nhất từ Amazon Seller Việt Nam nhé.